Cùng thầy dạy văn mở bài nâng cao vợ nhặt ngữ văn lớp 12. Nói như nhà văn Pháp Napoleon từng nhận định rằng khi một tác phẩm nâng cao tinh thần của ta lên, gợi cho ta những tình cảm cao quý và can đảm không cần tìm bất cứ nguyên tắc nào để đánh giá nó nữa. Nó là cuốn sách hay do người nghệ sĩ có thực tài viết ra. Quả thật, một tác phẩm hay luôn biết cách đưa tâm hồn của con người tới những địa hạt mới, địa hạt của những yêu thương, những sẻ chia và những khát khao. Viết vợ nhặt, Kim Lân đã thể hiện niềm cảm thương trước số phận của con người cùng khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc mãnh liệt của họ khi bị đẩy đến bước đường cùng. Kim Lân là cây bút chuyên viết thể loại truyện ngắn. Thế giới nghệ thuật quen thuộc trong sáng tác của Kim Lân là khung cảnh làng quê Việt Nam với những người dân cày hay những thú chơi dân dã đồng quê như trọi gà, thả diều, nuôi bổ câu, chơi núi non bộ mà ông gọi đó là thú phong lưu đồng ruộng. Có lẽ vì vậy mà sinh thời tác giả của Bỉ Vỏ đã từng phán về đồng nghiệp của mình rằng Kim Lân là nhà văn một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Vợ nhặt được viết năm 1955, in trong tập truyện ngắn Con chó xấu xí, xuất bản năm 1962. Chuyện được khơi nguồn cảm xúc từ những nạn đói gây ra cái chết của hơn 2 triệu đồng bào dưới bàn tay tàn ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Một tác phẩm viết về cái đói mà chẳng hề đói, viết về cái chết mà sự sống bất trỗi dậy mãnh liệt, thể hiện rõ tư tưởng của nhà văn dù bị đẩy vào bước đường cùng của nạn đói hay cái chết, thì người nông dân vẫn yêu thương đùm bọc che chở nhau, hướng tới ánh sáng và sự sống. Chúc các bạn thành công!